Nghe bài để cái bài này đi, một cái bài để em lựa và Trộm Nhìn Nhau đi nha. Ban nhạc đánh dùng cho Phi Nhung, tại vì em chưa có tập với ban nhạc rồi cái bài này, nhưng mà em thấy là Phi Nhung thấy là quý vị ngồi 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 nghe thì cho Phi Nhung hát bài này là tặng, giống như là gọi là bonus chứ, tại vì cũng hết giờ rồi đó quý vị, nên thì mình nghe hết cái bài này xong cái mình chia tay. Rồi mai mốt cái Phi Nhung hát cái mình đi nghe tiếp. Rồi em sẽ hát tiếp cho nghe, hát mãi hát mãi hát tới già luôn, đúng không? Ok ha. Đôi mắt trộm nhìn em,
luôn hả?